chương 531, thần minh mộ. Thần minh phần mộ. Tin tức thật sự là quá kinh bạo. Ba vị ma mới chợt biết được, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Mọi người cũng không phải nhìn không ra, cái này vượt sâu làm ra lớn như thế chiến trận, sau lưng nguồn gốc tất nhiên không nhỏ. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến? Sau lưng hết thảy các thứ này, lại là một tôn thần minh mưu đồ. Cái này vượt sâu vạn trường, lại là thần minh phần mộ. Tô thần vô ý thức hoài nghi lâm gia đang gạt chính mình, chính như thiên sứ đồng dạng, mỗi một vị thần minh cũng là tuyệt đối đặc biệt tồn tại bọn hắn nắm giữ lấy thiên địa quy tắc nắm giữ thuộc về mình pháp tắc lĩnh vực tuyệt không cho phép người khác mạo phạm trừ phi vẫn lạc bằng không bất luận một vị nào thần minh đại biểu quy tắc lĩnh vực đều đem không cách nào lại lần sinh ra thần minh thậm chí là nên quy tắc lĩnh vực thiên sứ đều phải nhìn thần minh sắc mặt mới có thể sinh ra trong lịch sử thậm chí xuất hiện qua thần minh đang lợi dụng xong thiên sứ cường giả sau trực tiếp đánh chết thu về quy tắc chi lực án lệ có thể tưởng tượng được một tôn thần minh đại biểu quy tắc chi lực đến tột cùng là một bút kinh khủng dường nào bảo tàng theo lẽ thường tới nói vô luận như thế nào thần minh lưu lại thi thể đều khó có khả năng không công chôn ở trong phần mộ dù là chính hắn nghĩ chôn ở trong phần mộ đều sẽ bị hậu nhân cho móc ra tiến hành lợi dụng chính tầng vực sâu chính xác rất nguy hiểm cử đoạn trở xuống cường giả tiến vào bên trong sinh mệnh phong hiểm cũng không ít chẳng khác gì là đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần mạo hiểm nhưng đối với cử đoạn trở lên cường giả mà nói chính tầng vực sâu nguy hiểm về nguy hiểm nhưng cũng không phải là cái đi vào liền chết cấm địa ở vào trong hoàn cảnh như vậy một khi vực sâu tồn tại bộc lộ ra đi tất nhiên sẽ hấp dẫn tới đại lượng cường giả đến đây tìm tòi nơi đây thậm chí sẽ có thiên sứ cấp bậc cường giả tuyệt thế đến đây ở đây tìm kiếm đột phá thành thần minh thời cơ đã như thế vực sâu làm sao có thể đến hôm nay đồng dạng yên tĩnh vô danh cổ kia thiên sứ thi thể như thế nào có thể có thể giữ lại càng nghĩ tô thần cảm giác trong đó chỗ mâu thuẫn thật sự là rất rất nhiều trừ phi mấy vạn năm tới cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện tòa này vượt sâu đây hết thảy mới có thể nói đến thông nhưng cái này lại làm sao có thể chứ như thế đại nhất tòa vượt sâu đặt ở nơi này bên trong trên dưới cao thấp kém vượt qua vạn mét độ rộng càng là mấy trăm hơn ngàn mét toàn bộ thần giới so tòa này vượt sâu càng lớn hang động đoán chừng đều không tìm ra được mấy cái vượt sâu vị trí cũng không hiếm lạ thậm chí lối vào liền có một tòa phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn hàng năm ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu di động trong đó cũng không khuyết thiếu tám đoạn cửu đoạn cường giả ngẫu nhiên có mấy cái thiên sứ đi ngang qua cũng rất bình thường bọn hắn làm sao lại không phát hiện được vực sâu tồn tại đâu lúc này quả cà trưởng lão giải thích nói ta biết trong lòng của các ngươi có rất nhiều nghi hoặc tỷ như vấn đề lớn nhất chính là nếu như tòa này vực sâu thật là thần minh phần mộ cái này đem khả năng hấp dẫn tới thiên sứ cấp bậc cường giả tìm tòi nơi đây như vậy phía trên cổ kia thiên sứ thi thể như thế nào có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy không phải hẳn là sớm đã bị người khai phát đi rồi sao lại vì cái gì cho tới bây giờ chúng ta những truyền thừa này mấy ngàn năm đại gia tộc mới biết được tòa này vượt sâu quả tà trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói cụ thể là như thế nào ta không rõ lắm có một chút có thể chắc chắn tòa này vượt sâu cũng không phải là từ xưa đến nay tất cả ở chỗ nơi đây nó là bị một vị nào đó tồn tại lấy kinh khủng ma pháp cưỡng ép chuyển dời đến nơi này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ba người chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều nổi da gà giả thiết ở đây thật là thần minh phần mộ lại có tồn tại gì, có thể đem dạng này một tòa phần mộ, từ ngoài vạn dặm cưỡng ép chuyển dời đến một tòa trăm vạn người cấp bậc thành phố phồn hoa phía dưới. Còn không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chẳng lẽ là hắc ám ma thần? Tô thần trong đầu trước tiên hiện ra cái này bốn chữ lớn tới. Dù sao chuyện này bất kể thế nào nhìn, đều cùng hắc ám ma thần thoát không ra quan hệ. Nhưng hắc ám ma thần trạng thái bây giờ cũng không được tốt lắm. Coi như có thực lực làm đến điểm này, hắc ám ma thần lại vì sao muốn phí lớn như vậy công sức, đem tòa này thần minh phần mộ chuyển dời đến thiên nguyên đế quốc cảnh bên trong chẳng lẽ nói cái phần mộ này có vấn đề lớn giống như vũ khí sinh hóa có thể cho thiên nguyên đế quốc đi lên một chút hung ác đủ loại ngờ tới nổi lên trong lòng cái này quả cà trưởng lão không tiếp tục tiếp tục giảng giải chúng ta biết đến cũng không nhiều phía trên chính là chúng ta mấy ngày nay thăm dò ra một bộ phận chân tướng bây giờ các ngươi đại khái đối với chuyện có hiểu rõ nhất định ta cũng thuận tiện đem cần các ngươi việc làm cáo tri cho các ngươi quả cà trưởng lão ngữ tốc cũng không nhanh, ném ra mấy cái mảnh liệt liệu sau, liền chậm rãi nói đến bây giờ kế hoạch. Chủ yếu liền một cái trọng điểm, đó chính là nghĩ biện pháp tìm được lâm gia chi chủ lâm động. Tại chúng ta phải biết thiên sứ thi thể tồn tại qua sau không bao lâu, lâm gia chủ liền cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Bây giờ nghĩ tìm được hắn, biện pháp rất ít, đáng tin cậy càng ít, trong đó một bộ phận chúng ta đã thử qua. Lắc đầu, quả cà trưởng lão bình tĩnh nói, hiệu quả không phải rất hy vọng. Cho nên chúng ta định dùng sau cùng mấy cái biện pháp một trong thử thử xem. Quả cà trưởng lão đem ánh mắt của mình phóng tới Lâm Hồng Tuyết trên thân. Ngươi cùng muội muội của ngươi, là Lâm động ở trên đời này, huyết mạch liên quan sâu nhất người. Dùng máu của các ngươi, lấy các ngươi linh hồn làm dẫn, chúng ta mới có thể tìm về Lâm động. Ba người biến sắc. Tô Thần yên lặng tiến về phía trước một bước, ngăn tại trước mặt Lâm Hồng Tuyết. Đi ăn mán khác ngày hôm đó sau chuyện, bây giờ chính mình nhưng vẫn là Lâm Hồng Tuyết trợ giáo thực phẩm đồ uống data test tinh phẩm đề cử data tay một data value 1903 nên biểu hiện thời điểm vẫn là phải biểu hiện một chút. Nếu là mấy vị này trưởng lão thật sự nghĩ đối với Lâm Hồng Tuyết động thủ. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn cũng không gấp. Huống chi, Lâm Hồng Tuyết xem như Lâm Gia dòng chính, Lâm Gia ở tại trên người đầu nhập cũng không nhỏ. Làm sao dễ dàng như vậy liền từ bỏ đi đâu. Quả nhiên, quả cà trưởng lão đối đãi tô thần ánh mắt nhu hòa một chút, sau đó liền hướng ba người xin lỗi là ta nói không đủ chính xác kỹ càng, để các ngươi hiểu lầm. Cụ thể tới nói, chúng ta kế tiếp sẽ sử dụng một loại thông qua huyết mạch thân duyên tìm người pháp thuật. Đến lúc đó sẽ dùng ngươi cùng em gái ngươi huyết dịch, góp thành linh hồn của các ngươi phụ thân các ngươi linh hồn sinh ra cộng minh. Thông qua loại cộng minh này, chúng ta liền có thể đại khái khóa chặt phụ thân các ngươi vị trí, thậm chí còn có có thể trực tiếp thông qua linh hồn cộng minh, cùng lâm gia chủ lấy được câu thông. Không hề nghi ngờ, đây là một lần dò xét. Thăm dò tô thần vị này ngoại lai like cường giả, cùng Lâm Hồng Tuyết đến cùng phải hay không một lòng. Mà Tô Thần hiện nay biểu hiện không thể nghi ngờ là hoàng mỹ. Mặc kệ hắn cái này bao che cho con cử động, đến cùng phải hay không đang làm dáng. Trung Quy muốn tốt hơn không quan tâm, để cho người ta cũng có thể thoáng yên tâm. Tiêu Ninh Tuyết nghe lời nói này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một chớp mắt kia, tình huống chợt trở nên nguy cấp, nàng thậm chí kém chút trực tiếp triệu hoán ra thiên loan. Còn tốt còn tốt. Bên cạnh có Tô Thần, coi như trời sập, cũng sẽ không lập tức nện vào chính mình tiêu ninh tuyết cũng liền nhịn xuống. Bằng không thì bây giờ sợ là sẽ phải có chút lúng túng. Chương 532, hao điểm lông dê trước tiên. Linh hồn cộng minh loại chuyện này, xem xét liền cực kỳ nguy hiểm. Một khi pháp thuật xuất hiện ba động, thậm chí là xuất hiện một ít không thể khống chế ngoài ý muốn. Lâm động sẽ có hay không có chuyện, tô thần không biết, lâm hồng tuyết đại khái phải biến thành điên rồ, biến thành một cái mới ra lò người mắc bệnh tâm thần. Cũng may phụ trách thao tác chuyện này, cũng là hiếm thấy hiếm thấy cường giả tuyệt đỉnh, Lâm Hồng Tuyết đối với cái này cũng không có đưa ra dị nghị, hoặc có lẽ là nàng cũng không có đưa ra dị nghị tư cách. Ba người một đường hướng phía dưới, đi tới thuần trắng vực sâu tầng thấp nhất. Từng mảnh từng mảnh màu trắng lông vũ xếp bao trùm, lan tràn đến cuối ánh mắt. Lông vũ tản ra màu trắng nhạt huỳnh quang, thuần trắng vực sâu màu sắc, tất cả đến từ này. Đám người rơi vào trên lông vũ, cũng không có khống chế tự thân trọng lượng, nhìn như nhẹ nhàng lông vũ, nhưng vẫn là có thế nhẹ nhõm đem bọn hắn cơ thể chống lên. Linh hồn cộng minh ma pháp trận, sớm đã ở chỗ này chuẩn bị thỏa đáng. Từ chỗ cao nhìn xuống, giống như là hai cái dùng màu tím phấn viết tại trên tờ giấy trắng vẽ ra tới, chồng lên nhau tại một chỗ lục mang tinh. Hoa văn phức tạp bao trùm tại trên lông vũ, trong đó có hai khối trống không chỗ, hẳn là lâm hồng tuyết cùng nàng muội muội sau đó vị trí. Tô thần hiếu kỳ cuối người đi, nhặt lên một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, bóp tại tay trái bên trên nhẹ nhàng lắc lư. Cảm giác cái này lông vũ ngoại trừ màu sắc thuần khiết, có vẻ như cùng thông thường nhung lông vịt tơ ngỗng, cũng không có khác nhau cũng không cách nào từ phía trên này cảm nhận được ma pháp gì khí tức. Những này là cái gì? Một đám trưởng lão sau khi hạ xuống, lập tức công việc lưu bù lên. Tiến hành trận pháp duy trì bảo dưỡng việc làm, linh hồn cộng minh lúc, bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Trừ phi nghĩ lâm thị tỷ muội biến thành bệnh tâm thần, bằng không trận pháp tuyệt đối không thể có nửa điểm trên lệch. Duy chỉ có hoàng kim cơm chiên trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, phụ trách đám người công tác bảo an. Nghe lời nói này, hoàng kim cơm chiên trưởng lão quay đầu trông lại, tiện tay một cầm, thuần bạch sắc lông vũ tự động bay vào trong tay. Ngươi nói cái này a? À. Thứ này bây giờ không thường gặp, thời kỳ thượng cổ, có một vị thần minh gọi là vũ thần. Ở tại trước khi vẫn lạc, vũ thần mỗi ngày đều biết từ thần giới tối phương nam, bay lượn đến thần giới bắc nhất chưa dứt chân. Khi đó, mọi người tính giờ đơn vị không phải mặt trăng, càng không phải là thái dương, mà là che khuất bầu trời vũ thần. Vô luận tại thần giới cái góc nào, đều có thể nhìn thấy bay lượn ở phía chân trời, vĩnh viễn không ngừng nghĩ khổng lồ thần minh. Ngẫu nhiên vũ thần đang phi hành lúc, sẽ cho mình thuận mắt phàm nhân, thiên sứ, ban thưởng chúc phúc. Loại này chúc phúc liền lấy lông chim hình thức xuất hiện, xứng nhận đến chúc phúc giả đem bên trong sức mạnh lấy đi sau, lông vũ liền biến thành một cái phàm vật. Tại dĩ vãng, cái này được xưng là chúc phúc chi biểu tượng. Tiện tay đưa trong tay lông vũ vứt bỏ. Hoàng kim cơm chiên trưởng lão ánh mắt tan thương nói, theo vũ thần vẫn lạc, cái gọi là chúc phúc chi biểu tượng, không còn giá trị liên thành. Có đoạn thời gian, người người sợ hãi lông vũ, điên cuồng săn giết vũ loại. Không biết có bao nhiêu loài chim giống loài, trong khoảng thời gian này bị giết đến diệt tuyệt. Nơi này có nhiều như vậy chịu chúc phúc tượng trưng, đoán chừng là có người cố ý thu thập, tụ tập ở chỗ này. Vì sao muốn làm như vậy, ta cũng không biết, có thế xác định là, vũ ban xuống lông vũ, là một loại cực hạn thuần khiết chi vật. Tại những này trên lông vũ khởi động linh hồn cộng minh trận, có thế cực kỳ hữu hiệu cam đoan vào trận giả an toàn. Nếu không phải phát hiện nơi đây, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng linh hồn cộng minh trận cái này cuối cùng phong hiểm quá lớn tô thần nắm vuốt trong tay lông vũ như có điều suy nghĩ nghe hoàng kim cơm chiên trưởng lão miêu tả liền biết vị này vũ thần tất nhiên là rất không tầm thường đại nhân vật tại cổ lão thời đại ít nhất cũng phải là cùng nhật nguyệt tề huy cự thần cấp bậc mặc dù không biết đến tột cùng tồn tại thời gian bao lâu nhưng cũng có thể ngờ tới ra có tư cách chịu đến tôn này tồn tại chúc phúc người hoặc sự vật tất nhiên ít càng thêm ít những thứ này thuần bạch sắc lông vũ, bản thân cũng không có bao nhiêu giá trị, xem như chịu chúc phúc chứng minh mà tồn tại. Cho dù lâu dài tích lũy xuống, số lượng đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Dưới mắt chân mình phía dưới đạp cái này một mảnh, rất có thể chính là trong đó tuyệt đại bộ phận. Cho dù vũ thần vẫn lạc sau, người người sợ hãi lông vũ, vứt bỏ thậm chí phá hủy chịu chúc phúc tượng trưng. Muốn thu thập đến những thứ này lông vũ, tại những cái kia thời điểm, không tính khó khăn. Nhưng muốn thu thập đến nhiều như vậy, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới dẫn đến vũ thần rơi xuống thế lực lớn chú ý dù vậy sáng tạo ra mảnh này thuần trắng vực sâu tồn tại vẫn là làm như vậy mục đích của hắn đến cùng là cái gì chẳng lẽ nói những thứ này thu đến chúc phúc chứng minh còn có một số không muốn người biết tác dụng tô thần vô ý thức muốn mang một điểm lông vũ đi nhiều lông dê như vậy đặt ở trước mắt không nghĩ biện pháp hao điểm mang đi luôn cảm giác chính mình thiệt thòi hoàng kim cơm chiên trưởng lão đoán được tô thần tiểu tâm tư không khỏi cười nói mang đi một hai phiến cũng không có gì chúng ta cũng khảo nghiệm qua, đem nơi này lông vũ mang đi một chút, sẽ không phát sinh dị thường. Nhưng nếu là bỏ bao mang đi quá nhiều, liền khó nói chắc. Cõi đời này người thông minh đương nhiên không chỉ tô thần một cái. Rất nhiều tô thần có thể suy nghĩ đến vấn đề, những người khác đồng dạng có thể nghĩ đến. Lâm thị gia tộc các trưởng lão cũng không ngu xuẩn. Cũng đều nguyện ý vì mình lợi ích mà thăm dò một hai. Công cụ loại app data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1928 đã sớm thích hợp dò xét qua quy tắc của nơi này nghe lời nói này tô thần cười hắc hắc ngược lại cũng không cảm thấy phải ngượng ngùng tiện tay liền nắm lên bảy tám cái lông vũ nhét vào chính mình trong không gian chứa đồ đi có không phải hàng rẻ chiếm vương bác đảng. đồ tốt gần ngay trước mắt không thuận tay hao một điểm thật sự là ăn thiệt thòi nha tiêu ninh tuyết thấy thế hơi suy tư phút chốc cũng thuận tay cầm lên hai ba cây lông vũ bỏ vào không gian trữ vật những vật này bây giờ nhìn lại không có giá trị gì nhưng chung quy là một loại nào đó rất hiếm đồ chơi về sau không chắc liền có thể có địa phương dùng tới. Gặp Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão không ngại lộ ra một chút không quá quan trọng tình báo, Tô Thần đánh rắn thượng côn. Chủ động cùng chuyện trò. Hoàng Kim Cơm Chiên cũng đối vị này thực lực cường đại, bối cảnh sạch sẽ tuổi trẻ ngoại lai cường giả cảm thấy rất hứng thú. Hai người đều có ý hướng kết giao quan hệ tốt, tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Hoàng Kim Cơm Chiên chủ động đem những ngày này, tìm tòi đến, có liên quan vực sâu một chút tình báo, lộ ra. Tô Thần nhưng là đem tự mình đi tới kinh nghiệm, đi qua nhất định gia công sau, êm tai nói. Nhìn không ra, trần trợ giáo tuổi còn trẻ, lại sẽ có phong phú như vậy yêu kiều kinh nghiệm. Hoàng Kim Cơm Chiên tán tháng nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Giống ta dạng này lão ngoan đồng, mỗi lần nhìn thấy các ngươi những thứ này ưu tú đến không thể tưởng tượng nổi thiếu niên thiên kiêu, đều biết phát ra từ nội tâm hâm mộ A. Tô thần cười ha ha nói, trưởng lão quá khen, trưởng lão sự rộng lượng, khiêm tốn, học thức chi uyên bác, phản bối cũng là khâm phục A. Một già một trẻ, hai cái hồ ly, trao đổi ánh mắt một cái, vẽ mặt tươi cười gật đầu một cái. Xác nhận qua ánh mắt, là người trong đồng đạo. Chương 533, Diệu Pháp ngàn vạn. Thuần trắng trong vực sâu, thời gian phản phất đã mất đi ý nghĩa. Không có mặt trời lên mặt trăng lặng, không có vạn dặm trời trong, càng không có đầy sao lấp lánh. Không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, mấy vị trưởng lão chợt có nhận thấy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Là tử thanh tiểu nha đầu kia tới, chúng ta đi đón vừa ra hắn A. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với cái này cũng không có ý kiến, hướng về chỗ cao bay đi. Ước chừng bay nửa nén hương, trước mặt liền trông thấy một chiếc xe ngựa, lão xa phu không lưng, tỉnh tọa tại đầu xe, trong tay ngậm một điếu thuốc. Tô thần nghiêm túc phân biệt qua diện mạo của người nọ, cùng đoạn thời gian trước mang tự mình tới cái vị kia xa phu khác biệt, là một vị khác xa phu. Nhưng có thể nhìn ra được, vị này lão xa phu thực lực cùng nội tình, tuyệt không kém hơn bên trên một vị. Lâm thị gia tộc cường đại, tại loại này chi tiết nhỏ bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế giống loại này thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ xa phu, bọn hắn không chỉ có, hơn nữa có rất nhiều. Cùng Lâm Hồng Tuyết không có sai biệt nữ tử, từ trên xe đi xuống, nhìn thấy đám người sau, thần sắc hơi sững sờ. Không nghĩ tới là các ngươi tới trước. Lâm Tử Thanh như không có chuyện gì xảy ra gặp qua các vị trưởng lão, đám người náo nhiệt hàng huyên vài câu, lão xa phu liền không vội không hoảng hốt huy động roi ngựa, khu động xe ngựa, hướng chỗ cao bay đi. Tô thần đem sự chú ý của mình, càng nhiều đặt ở lâm tử thanh bên người một vị nữ tử áo trắng trên thân. Người này dáng người thon thả, khuôn mặt thanh lãnh, mi tâm điểm một đóa chu sa, mắt phượng, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Toàn thân áo trắng váy dài, bên hông vác lấy đem quân tử kiếm, lấy thuần trắng đai lưng đai lưng, ngoài ra liền lại không trang phục. Chỉ từ nhan trị tới nói, nữ tử này không tính kinh diễm, chỉ có thể nói là ưu tú. Nhưng như núi cao cô tuyết một dạng khí chất, lại cực kỳ hấp dẫn người. Tô thần càng chú ý chính là nữ tử này thực lực, chợt nhìn giống như là tám đoạn cao dai, nhìn kỹ lại, tự hồ lại không chỉ có như thế. Cho dù là đối mặt năm vị trưởng lão, tô thần đều chưa từng nhìn đi qua mắt, có thể phán đoán chuẩn xác ra các trưởng lão thực lực. Nhưng tại nữ tử này trên thân, tô thần nhưng có chút đánh giá không cho phép hắn thực lực. Vị này từ trợ giáo sợ là có đại bí mật tại người A. Tô thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Từ hàng, cùng tô thần, tiêu ninh tuyết hai người quen biết, đều là ngoại lai cường giả. Hắn tổ tiên cùng lâm thị gia tộc hữu duyên, quan hệ tương đối tương đối tỉ mỹ Trong gia tộc ra từ hàng vị này thiên chi kiêu tử sau, trải qua 300 năm bồi dưỡng, cuối cùng thành liền tám đoạn. Vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, tương lai chi đường tắt. Từ hàng một thân một mình rời đi cố hương, đến đây thiên nguyên đế quốc tìm kiếm cơ duyên. Chưa quen cuộc sống nơi đây, chuyện đương nhiên, từ hàng tìm được lâm thị gia tộc. Thể hiện ra đủ thực lực cùng giá trị sau, tại gia tộc điều phối phía dưới, trở thành lâm tử thanh trợ giáo. Từ trợ giáo lúc đó lúc đến, Ta liền đến chỗ này người tuyệt không phải vật trong ao, chính là thời đại chi kiêu tử. Quả nhiên, vẹn vẹn hơn 300 tuổi, từ trợ giáo liền vấn đỉnh tám đoạn, dựa vào sức một mình, càng là có thể cùng cửu đoạn cường giả chống lại. Hoàng Kim Cơm Chiên Trưởng Lão cười ha ha, nói dù cho không bằng hai vị tuyệt đại thiên kiêu, lại cũng là kinh tài tuyệt diễm, tương đương hiếm thấy A. À. Từ hàng nghe lời nói này, mới phản ứng được. Thì ra cách đó không xa hai vị kia trần trợ giáo là đoạn thời gian trước lễ trưởng thành trên yến hội, đại xuất danh tiếng hai vị thiên chi kiêu tử. Mặc dù không biết cụ thể niên linh, lại cơ bản có thể xác định bất quá 200 tuổi, tại trong một đám cường giả, coi là trẻ tuổi nhất một nhóm kia. Lấy bằng chừng ấy tuổi, hai vị trần trợ giáo lại có thể tại trên yến hội, đánh bại toàn lực ứng phó mộ dung thị thiên tài. Tin tức một khi truyền ra, không biết rung động bao nhiêu người. Tại toàn bộ thiên nguyên đế quốc, đều coi là một bản tin. Dù sao giống như vậy sự tình, lần trước phát sinh, đều phải ngược dòng tìm hiểu đến ba ngàn năm trước kia ba ngàn năm nay mấy ngàn ức thần giới sinh linh sinh tử luân chuyển không ngừng chỉ xuất hai vị như vậy không hấp dẫn ánh mắt mới kỳ quái từ hàng nhịn không được quan sát một chút trước mặt này đối nam nữ trẻ tuổi trừ bỏ nhan trị rất cao bên ngoài nhìn không ra nửa điểm đặc thù đổ cùng trong truyền thuyết khác biệt không có ba đầu sáu tay tám đôi mắt càng không có cái gì trời sinh dị tượng tô thần tiêu ninh tuyết hai người bỗng nhiên cảm nhận được một hồi ác hàng vô ý thức đưa mắt nhìn sang từ hàng ba ánh mắt giao thoa một cái chớp mắt từ hàng chủ động đem tầm mắt của mình dời đi chỗ khác một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút không hiểu thấu nhưng cũng không tiện nói gì theo sát tại năm vị trưởng lão chung quanh trở lại linh hồn cộng minh trận phát phụ cận tất nhiên người đã đến đông đủ việc này không nên chậm trễ mau chóng khởi động linh hồn cộng minh liên quan kỹ càng lão phu đã ở trên đường cùng các ngươi đã thông báo bây giờ làm chuẩn bị cuối cùng a đều điều chỉnh tốt trạng thái của mình lâu chừng đốt nửa nén nhang, tiến hành linh hồn cộng minh. Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão thu liễm thần sắc, không giận tự uy. Trang nghiêm bầu không khí tràn ngập ra, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Lâm Hồng Tuyết, Lâm Tử Thanh hai tỷ muội không dám nhiều lời, tại chỗ ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình. Tranh thủ để cho chính mình nghe rõ ràng hơn, nhìn càng thêm minh, cảm thụ càng hiểu rõ, đem linh hồn của mình từng bước thôi phát đến cực hạn. Đối với người tu hành mà nói, đây là trong khoảng thời gian ngắn, đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong như một chi pháp. Muốn nói thiếu hụt, cũng không phải không có, nếu là lâu dài duy trì, phương pháp này dễ dàng tổn hại đến linh hồn bản chất. Có thể đối linh hồn cộng minh mà nói, một đoạn thời gian rất ngắn nhưng cũng đầy đủ, duy trì trường cửu, ngược lại dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ba vị Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, kế tiếp, chúng ta đem hết sức chăm chú, vận hành linh hồn cộng minh trận pháp. Còn xin ba vị ngăn chặn chung quanh bất cứ uy hiếp bờ gì, nếu có bất luận kẻ nào hoặc sự vật tới gần, còn cần ba vị ra tay, tận khả năng nhanh chóng, động tĩnh tiểu chút, giải quyết đi. Thiết lập chính sự tới, ba người cũng rất đúng đắn. Trò chơi data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1913, nhau nhau gật đầu hứa hẹn, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, hiện lên hình tam giác, phân biệt trấn thủ ba cái đại phương hướng. Nửa nén hương trong chớp mắt, hai vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đồng thời đi vào linh hồn cộng minh trận pháp, đứng tại hai cái mấu chốt giao thoa điểm phía trên bốn vị trưởng lão phân bố bốn phía tiết điểm hoàng kim cơm chiên trưởng lão cầm trong tay pháp trượng từng bước từng bước đi vào trong trận pháp đi tới trận pháp nơi trọng yếu huyền diệu khó giải thích u minh vô tận diệu pháp ngàn vạn linh pháp tự thành từng đợt tối tâm tiếng nói nhỏ vang lên miêu tả tại thuần trắng trên lông vũ linh hồn cộng minh trận pháp tản mát ra yếu ớt quan huy lâm hồng tuyết lâm tử thanh hai nữ lập tức cảm thấy một hồi đầu ván mắt hoa hai mắt trắng giả cả người lâm vào một mảnh vô tận trong bóng tối tô thần chú ý bốn phía ngoài cũng không quên nhớ chú ý trận pháp vận hành tình huống. Năm vị trưởng lão nói đây là linh hồn cộng minh trận pháp, cái đồ chơi này nhìn cũng chính xác giống như là linh hồn cộng minh trận pháp. Nhưng ai lại biết, đây rốt cuộc là cái quái gì? Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Tô thần nhưng cho tới bây giờ chưa quên tình cảnh bây giờ của mình. Cùng lâm thị gia tộc hợp tác, bất quá mới đẩy vào không đến một năm, nên có đê điều chi tâm, không thể có nửa điểm thiếu hụt. Chương 534, cực độ hỏng bét tình huống một hồi lâu sau tô thần quay đầu lại quay đầu cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu ngược lại chỉ biết là cũng đã đã qua thật lâu thuần trắng trong vực sâu tựa như tử la lan hoa nở rộ linh hồn cộng minh trận phát cuối cùng suy bại tiếp năm vị trưởng lão lại một lần nữa mở mắt ra ở vào trận phát nơi trọng yếu lâm hồng tuyết lâm tử thanh hai tỉ mũi chớp mắt tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh quả cà trưởng lão đồng thời xuất hiện tại phía sau hai người đem hai người nâng lên nhìn xem cái kia hai đạo bề ngoài hoàn toàn giống nhau khí tức không khác chút nào thân ảnh tô thần trầm giọng hỏi tiểu thư đây là thế nào hoàng kim cơm chiên trưởng lão hai đầu lông mày hiện ra vẻ uể oải nghe lời nói này khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười trần trợ giáo yên tâm liền có thể linh hồn cộng minh trận pháp đối với linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn cho dù lần này số đông đại giới từ chúng ta năm vị chi tiêu hai cái tiểu nha đầu vẫn còn có chút không chịu nổi linh hồn chi lực tiêu hao quá độ tinh thần suy kiệt thế là liền bất tỉnh đi thôi chúng ta đã sớm chuẩn bị không cần ưu sầu Quả nhiên, quả cà trưởng lão từ trong ngực lấy ra hai đóa tản ra oánh oánh bạch quang đóa hoa. Phân biệt nhét vào hai vị thiếu nữ trong miệng đi. Đóa hoa vào miệng tan đi, không cần nuốt tiêu hóa, liền tự động hòa tan vào thân thể, tiêu tán thành vô hình. Tô thần có thể cảm nhận được đóa hoa này tồn tại, hẳn chính là một loại nào đó cực kỳ thuần túy, thuần khiết linh hồn chi lực ngưng kết mà thành. Có cổ này linh hồn chi lực, hai nữ cực tốc suy bại đi xuống sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn. Bờ môi trở nên hồng nhuận gương mặt trở nên trắng nõn, từng cây sợi tóc từ khô héo hóa thành bầm đen, bất quá là trong nháy mắt hai đóa hoa tác dụng, nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng không quá đáng chút nào. ngàn năm thế gia nội tình liền ở chỗ này a, à. cô thần trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. giống như vậy bảo bối, cho dù là hắn trong tay đầu cũng không có, đổi lại là nguyên thổ đế quốc loại địa phương nhỏ này, cho dù nguyên hàng lâm thân là thổ nguyên học viện pháp thuật viện trưởng tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong, có thể nói là quyền cao chức trọng nhưng cũng cần vượt qua trọng trọng trở ngại, mới có thể làm đến một hai đóa hoặc hiệu quả giống, lại có không nhỏ tác dụng phụ vật thay thế. Nơi nào có thế giống lâm thị gia tộc dạng này? Tùy tiện sẽ móc ra hai đóa cho gia tộc tiểu bối chữa thương. Đương nhiên, đây cũng chính là hai vị này đại tiểu thư. Đổi lại những thứ khác gia tộc tử đệ tới. Ngươi là ai? Thật sự không quen. Có người xuất sinh chính là La Ngựa, có người xuất sinh ngay tại dông. Mà tại những này xuất sinh ngay tại dông người trong, đồng dạng có người so với người khác càng bình đẳng. Không hề nghi ngờ, Lâm Hồng Tuyết, Lâm Tử Thanh hai tỷ muội đầu thai kỹ thuật, coi là đứng đầu nhất tài nghệ. Toàn bộ thần giới cũng rất khó tìm ra mấy cái, có thể so sánh đôi tỷ muội này cao hơn cấp bậc nhị đại. Có thể được đến như thế bảo vật chữa thương, cũng là chẳng có gì lạ. Kế tiếp nên làm như thế nào? Tô thần nghĩ nghĩ, chủ động hỏi. Hắn vẫn rất hiếu kỳ linh hồn cộng minh trận pháp hiệu quả. Là có hay không tìm được lâm gia chi chủ lâm động? vẫn là dày vào một phen, kết quả uổng phí công phu. Tiêu Ninh Tuyết, từ hàng nhau nhau đem ánh mắt quan tới, hai người đối với kết quả cuối cùng, đều cảm thấy rất hứng thú. Mấy vị trưởng lão thần sắc vừa ngưng trọng, vừa vui duyệt. Lại là lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đám người hủy đi linh hồn cộng minh trận pháp, trở về mặt đất, vào ở lâm thị gia tộc tại nơi đó căn cứ địa. Một trận bận rộn xuống, không có uổng phí, thông qua linh hồn cộng minh, năm vị trưởng lão thành công khóa chặt lâm động vị trí. Đáng tiếc phúc hỏa tương y, cho dù phong tỏa vị trí lại bởi vì kỳ vị đưa đặc thù căn bản là không có cách lập tức đi tìm thuần trắng dưới vực sâu là tuyệt vọng vực sâu sở dĩ đem hắn gọi là tuyệt vọng vực sâu là bởi vì ở đây tràn ngập thần minh cấp bậc quán niệm chúng ta từng tiến đến tìm tòi kém chút về không được còn tốt có tinh khiết tâm linh pháp bảo bằng không trong khoảnh khắc liền sẽ bị oán niệm ô uế hóa thành không thể diễn tả quỷ dị tồn tại từ đây người không ra người quỷ không ra quỷ không yêu không tin bất ma thậm chí không sống không chết, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian, nhận hết giày vò. Trong phòng họp, năm vị trưởng lão, ba vị trợ giáo, tề tụ nơi này. Còn có hai vị phụ trách trong coi căn cứ địa cửu đoạn cường giả cũng tương tự tới chỗ này. Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Căn cứ vào linh hồn cộng minh có được kết quả, gia chủ bây giờ liền tại cái này tuyệt vọng trong thâm viên bồi hồi. Chúng ta muốn đem hắn tìm về, nhất thiết phải tiến vào tuyệt vọng vực sâu tìm được hắn, tiếp đó đem hắn mang về gia chủ thân là thiên sứ cường giả, cho dù là hư hư thực thực cửu u thần minh vẫn lạc phía trước, sinh ra oán niệm, đều không thể dễ dàng đem hắn ô nhiễm. Rất có thể là hắc ám ma thần động tay chân, để cho gia chủ không cẩn thận trúng chiêu, bây giờ thân hãm ngữ luân, khó mà tự kềm chế. Chúng ta hôm nay tụ tập ở này, chỉ có một chuyện. Ngón tay trọng trọng đánh ở trên bàn. Sức mạnh xuyên thấu qua thật dày gỗ thật mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Quanh quẩn tại không lớn không nhỏ trong phòng họp, mọi người tâm tình trở nên càng thêm phiền muộn. Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão nghiêm giọng nói, thương lượng ra một cái điều lệ, nghĩ biện pháp đem gia chủ cứu ra, rửa sạch trên người hắn ô uế. Đám người trầm mặt. Không một người tại lúc này lên tiếng. Tất cả mọi người không phải nhập môn thần giới ma mới, trong lòng đều biết, có thể vây khốn thiên sứ, để cho thiên sứ cấp bậc cường giả không cách nào tự cứu ô uế oán niệm, khủng bố cỡ nào. Bọn hắn mấy cái này cử đoạn tám đoạn cường giả, phóng tới ngoại giới là số một số hai đại nhân vật. Nhưng nếu là đến cái kia trong vực sâu đầu, có thể hay không sống sót đi ra vẫn thật là nhìn lão thiên gia có nguyện ý hay không cho khuôn mặt. Tuyệt vọng vực sâu, tại chính tầng trong vực sâu, có tính không khó giải quyết nhất, khó đối phó nhất. Tầng thứ sáu vực sâu, tầng thứ bảy vực sâu, càng quỷ dị hơn khó lường, nghe nói cho đến nay, thậm chí có cửu đoạn cường giả ở trong đó vẫn lạc. Đem so sánh cái này hai tầng, tuyệt vọng trong vực sâu chất đống những cái kêu án niệm, thậm chí cũng có thể coi là được là rất cốt đối phó. Nhưng lời tuy như thế, Trò chơi Data Tech tinh phẩm đề cử Data Tai 1 Data Value 1913, muốn tại cái này vốn là địa phương rất nguy hiểm, tìm được hơn nữa cứu ra một vị bị ô nhiễm thiên sứ. Đối với đám người mà nói, vẫn là rất có độ khó, rất có khiêu chiến một kiện việc phải làm. Đang ngồi tổng cộng 10 vị cường giả, xuống sau đó, còn có thể có mấy cái còn sống trở về, nói không chính xác. Chớ đừng nhắc tới lâm động trạng thái bây giờ, đến cùng là tốt là xấu, phải chăng nắm giữ thanh tĩnh thần chí, đồng dạng là một không thể coi thường vấn đề lớn gặp bầu không khí cực kỳ nặng nề toàn trường nhưng lại không có một người nói chuyện hoàng kim cơm chiên trưởng lão thở dài một cái tình huống có nhiều hỏng bét lão phu rất rõ ràng lão phu sẽ hướng phía sau xin viện trợ không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất sẽ có một vị thái thượng trưởng lão đến đây hỗ trợ từ thái thượng trưởng lão phụ trách chủ công nghĩ biện pháp đem gia chủ khống chế lại sau đó lại mang về chúng ta chỉ cần ở bên phụ trợ tận khả năng ngăn cách quán niệm ô nhiễm liền có thể đám người nghe lời nói này nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tô thần càng là ở trong lòng hô to may mắn, chính mình vừa rồi đều dự định chạy. Lão nhân này nói chuyện thở mạnh, kém chút đem chính mình dọa cho chạy. Còn tốt còn tốt. Cái này dưới có cái vóc dáng cao ở mũi nhọn phía trước, không cần chính mình đi lên tặng đầu người. Chuyện này rất có triển vọng a. À. Chương 535, làm trái thề này thiên lôi đánh xuống. Lâm gia thái thượng trưởng lão hiệu suất rất cao. Vào lúc ban đêm, liền thông qua siêu viễn cự ly không gian truyền tống xuất hiện ở trước mặt mọi người người này toàn thân áo trắng, đen nhánh tóc dài đến eo, da thịt trắng ngoãn tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan có chút tinh xảo. Một đôi tròng mắt, chợt nhìn như hồ cực kỳ phổ thông, hắc bạch phân minh óng ánh trong suốt, chợt nhìn, lại phản phất có thế tại thâm thúy trong con mắt, trông thấy một đóa cháy hừng hực hỏa diễm. Tô Thần hai mắt cảm thấy một hồi nhói nhói, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Từ hàng sức quan sát tựa hồ càng thêm nhạy cảm, bị phản vệ cũng càng mạnh, lại không tự chủ được chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngược lại là Tiêu Ninh Tuyết, xem như trong đám người thực lực yếu nhất vị kia, sức quan sát đồng dạng là yếu nhất, nhìn không ra cái này một góc của băng sơn. Cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thái thượng trưởng lão khẽ cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói, mỗi một vị thiên sứ cấp cường giả, cũng là quy tắc thể hiện, là đại lượng tin tức thể rắn. Quan trắc thiên sứ, liền ngang ngửa với đồng thời quan trắc không thể đo lường khổng lồ tin tức. May là ta kiềm chế hảo, bằng không thì mấy vị sợ là không ổn, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này ngàn vạn nhớ kỹ, không nên đối với ai cũng muốn nhìn hoàn toàn cái này cũng không lễ phép chịu đến phản vệ hai người một hồi cười ngượng ngùng tại thiên sứ trước mặt nhưng cũng đều không nói cái gì hai người cũng không có tác dụng pháp thuật thăm dò thiên sứ nhưng bọn hắn hai mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ thần kỳ bọn hắn cũng không có che đậy lại một bộ phận này năng lực nghiêm túc dò xét thiên sứ bản thân liền có tìm tòi nghiên cứu ý vị không cáo mà tìm tòi nghiên cứu người khác đụng tới tính khí không tốt bị người đánh một trận đều bình thường lâm gia thái thượng trưởng lão cầm nhẹ để nhẹ cũng là xem ở bọn hắn là người một nhà phân thượng. Đổi lại không nhận ra cái nào ngoại nhân, tại chỗ liền muốn nã pháo, cho hắn biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, minh bạch minh bạch cái gì gọi là thiên sứ công nghiêm không dung mạo phạm. Trở thành thiên sứ sau, ta liền từ bỏ trước kia tính danh, bây giờ thường thường được người xưng là Sorak. Mấy vị gọi ta là rực tiên sinh, hoặc đáp liền có thể. Sorak một điểm tức thu, không có lại tiếp tục trách cứ hai người lỗ mãn, trên mặt tươi cười tới, thái độ lộ ra rất là hữu hảo đám người rất nhanh liền chung đụng cực kỳ hòa thuận, mở miệng một tiếng trực tiên sinh, mở miệng một tiếng sơ ráp các hạ. Lẫn nhau quen thuộc qua lẫn nhau sau, sơ ráp lúc này mở miệng nói, tình huống ta đã hiểu rõ, không cần nói nhảm nhất định nhiều lời. Cái kia tên là tuyệt vọng thâm viên chi địa, khắp nơi đều là mấy thứ bẩn thiểu, đợi càng lâu, càng là bị ô uế ô nhiễm. Lâm động trạng thái bây giờ, chính xác không ổn, chúng ta càng sớm hành động, càng nhanh cứu hắn ra, hắn lại càng có khả năng khỏi hẳn. Kế tiếp, ta làm một chút nhân sự an bài. Sơ đáp ánh mắt đảo qua đám người, sắc mặt nghiêm túc, không cho phản bác hạ đạt chỉ lệnh nói. Hoàng Kim Cơm Chiên, hai vị trần trợ giáo, các ngươi liền tại thuần trắng vực sâu chờ, ngăn cản khác tồn tại xuống đến tuyệt vọng vực sâu, đồng thời tiếp ứng chúng ta. Từ trợ giáo, cùng với còn lại những người khác, đều theo ta cùng nhau tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Căn cứ vào gia tộc tình báo biểu hiện, không xuất bản nữa trong vực sâu không hiếm hoi còn sót lại tại nồng độ cực cao ô uế, đồng thời còn có thật nhiều chịu đến ô nhiễm, biến dị vặn vẹo dị dạng quái vật ta sẽ phụ trách tỉnh lại lâm động đồng thời đem hắn đưa đến tầng thứ tư thuần trắng vực sâu đối kháng quái vật tận lực giảm xuống xung quanh ô uế nồng độ việc làm liền giao cho các ngươi chỉ cần chúng ta mỗi người giữ đúng vị trí của mình toàn lực ứng phó nhất định đem mã đáo thành công một lần liền đem người cứu ra đám người sắc mặt nghiêm túc nhao nhao lĩnh mệnh cũng không có ý kiến cũng thật không dám có ý kiến bây giờ cũng không phải đối mặt hoàng kim cơm chiên trưởng lão bọn hắn còn có chỗ thương lượng trước mặt vị này thế nhưng là một vị ở vào trạng thái đỉnh phong cường đại đến một cái tay có thế bóc chết thiên sứ của bọn họ cùng hoàng kim cơm chiên trưởng lão nói điều kiện nhiều nhất là đi một điểm độ thiện cảm có thể về sau cùng lâm thị gia tộc hợp tác cũng không như vậy dễ dàng cùng vị thiên sứ này cò kè mặt cả cái kia thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống rồi tô thần bị phân phối đến hậu viện cùng tiếp ứng việc làm trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra cho dù đến cuối cùng chính mình lại bởi vì trách nhiệm cũng không tính trọng đại trả giá cũng không coi là nhiều chia lại không biết bao nhiêu chỗ tốt. Cùng những người khác lấy được thù lao so sánh, nhất định sẽ kém một cái cấp bậc. Nhưng Chung Quy là không cần cùng Tiêu Ninh Tuyết cùng nhau phía dưới tuyệt vọng vượt sâu đi một lần, an toàn nhiều lắm. Nghe các lộ tình báo liền biết, cái này tuyệt vọng vượt sâu chính là một cái cứu cực vô địch đại hố phân. Cho dù là đi ngang qua một con rùi, tiến vào trong hầm phân này đầu đi, đều phải thêm ra mấy cái cánh tay mấy chân. Cho dù đám người thực lực mạnh mẽ, đi vào một lần, sợ cũng đến lột một tầng da, còn có bị ô nhiễm mất khống chế biến thành vạn vẹo quái vật phong hiểm. Tô thần mình không phải là rất sợ những thứ này, làm tốt phong phú phòng hộ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Cuối cùng không đến mức sẽ bị ô nhiễm chết đi. Tiêu ninh tuyết thực lực tương đối độ trên lệch, chủ yếu là mặt ngoài cảnh giới quá thấp, tình huống cũng không giống nhau. Cho dù có toàn diện phòng hộ, nhưng mà phong hiểm cực cao. Đoán chừng cũng chính là nhìn thấy điểm này, sơ ráp mới không có an bài bọn hắn cùng nhau xuống đến tuyệt vọng vực sâu. Một là vì bài trừ nhân tố không ổn định, hai cũng là thuận tay vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui ba chuyện là hắn thật coi trọng tô thần tô thần gia nhập vào lâm thị gia tộc đến nay đủ loại biểu hiện đi qua chuyên gia chỉnh lý đã sớm lộ ra tại các nàng những cao tầng này trước mặt đối với tô thần loại năm này thiếu thiên tài sơ đáp vẫn là vô cùng thưởng thức không muốn vì loại chuyện này đem chính mình gia tộc và tô thần quan hệ làm kém dù sao đây chính là một cái đã đã chứng minh chính mình tương đương có giá trị hoàng kim tiềm lực ai lại sẽ nguyện ý đẩy ra đâu sáng sớm hôm sau đội ngũ lập tức xuất phát không làm kinh động bất luận kẻ nào tại thiên sứ phù hộ phía dưới một cái không gian truyền tống liền đã đến tầng thứ tư thuần trắng vượt sâu trở lại mảnh này trắng xóa thiên địa tô thần thật là có chút cảm khái không chờ hắn trong lòng suy nghĩ nhiều so ráp liền dẫn trong đội ngũ đám người tiến đến đi tới tầng thứ năm tuyệt vọng vượt sâu cửa vào tô thần tiêu ninh tuyết hoàng kim cơm chiên ba người đồng dạng đi theo một đường đi tới thông hướng tầng thứ năm lối vào đều có chút bị trước mặt cảnh sắc trung động đến đó là một cái vòng xoáy một cái vô cùng cực lớn không nhìn thấy giới hạn vòng xoáy vô số màu trắng lông vũ tựa như lưu xa giống như nhúc nhích giữa lẫn nhau ma sát phá thành mảnh nhỏ hóa thành màu trắng bụi trần không ngừng bị hút vào trong vòng xoáy đi xa vào đến không cũng biết chỗ nơi đây chính là thông hướng tuyệt vọng vượt sâu cửa vào các vị chúng ta liền ở đây phân biệt a à. Sơ đáp trong hai mắt lập loài ánh lửa ở chỗ này hắn không che giấu nữa xem như thiên sứ hùng hậu thực lực giống như bầu trời giống như bao la biến cả giống như sâu không lường được khí thế bao trùm phạm vi ngàn dặm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bao nhiêu người ra ngoài, có bao nhiêu người trở về. Ta so đáp ở đây hướng vĩ đại, vạn vật sinh linh cha, bất diệt đại nhật thề. Tại lần này trong thăm dò, tuyệt sẽ không cố ý hại bất luận một vị nào đồng đội, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất luận một vị nào đội viên. Làm trái thề này, thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Chương 536, Tô Thần đem siêu việt thiên sứ. Xem ra là không có chúng ta chuyện gì. Cơm chiên trưởng lão, chúng ta là một người chầm chầm một cái phương hướng, vẫn là ba người tụ một khối tâm sự. Sơ đáp trước khi đi phía trước, trước mặt mọi người hướng thần minh thề, tiểu đội lập tức sĩ khí tăng nhiều. Thần giới nhưng có chân thần tồn tại, cho dù là thiên sứ cũng không thể vi phạm hướng chân thần lời thề, bằng không trừng phạt tất nhiên sẽ hiện ra. Dù cho sẽ không bị tư sống giết chết, cũng sẽ vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Sơ đáp phát ra hạ lời thề, đối tượng lại là từ trước đến nay lấy khắc nghiệt nổi tiếng bất diệt đại nhật, có độ tin cậy càng là lên cao mấy phần dẫn đầu lão đại ca đều làm đến tình trạng này trong tiểu đội các thành viên còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể là từng cái từng cái khí thế hung hăng đi theo lão đại ca sau lưng tiến vào trong lốc xoáy đầu đi trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này có thể thuận lợi sống sót đi ra bằng không thì ngàn năm khổ tu tận hóa thành hư không không chắc về sau lão bà của mình còn phải bị nam nhân xa lạ ngủ con của mình còn phải bị nam nhân xa lạ đánh đây chẳng phải là khổ đều không lời nói hoàng kim cơm chiên trưởng lão mặt mỉm cười liếc mắt nhìn tô thần sau đó ánh mắt lại chuyển dời đến tiêu ninh tuyết trên thân lão phu sẽ không quấy rầy hai vị dạng này liền từ lão phu tới trấn thủ phía nam hai vị tới phụ trách vòng xoáy phương bắc như thế nào tô thần cười gật đầu nói đang có ý đó hoàng kim cơm chiên trưởng lão cũng không nhiều lời quay đầu liền dự định rời đi trước khi đi nghĩ tới điều gì lúc này mới cuối cùng bổ túc một câu đúng tuy nói xảy ra chuyện xác suất không lớn lại không phải không có lần này gia chủ bị khốn tại tuyệt vọng vực sâu bản thân chính là cực kỳ treo quỷ quái sự dù là phát sinh dù thế nào quỷ dị phá sự cũng là có khả năng người ta hay là muốn chú ý cẩn thận là hơn đừng thật sự đem ý nghĩ đều đặt ở địa phương khác đi tô thần nghiêm mặt nghiêm túc đáp lại nói trưởng lão yên tâm ta tâm lý nắm chắc hoàng kim cơm chiên trưởng lão nghe lời nói này lúc này mới bước về phía trước một bước cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đến vòng xoáy một chỗ khác trên thực tế coi như hoàng kim cơm chiên lớn không có nhiều căn dặn mấy câu nói đó tô thần cũng sẽ không tại loại này quỷ dị chỗ phớt lờ không đề cập tới có khả năng tồn tại địch nhân thuần trắng vực sâu đức tính này nhìn thế nào cũng không giống rất an toàn bộ dáng nếu là thật đem ý nghĩ đều dùng đến một chút không quá nơi thích hợp đi đến lúc đó trúng chiêu thật là chính là lão tài xế lật xe lật trong khe đi đồng dạng hai người xem như kẻ ngoại lai cũng không có triệt để buông lỏng đối với lâm thị gia tộc cảnh giác đến vòng xoáy phương bắc sau kiện thứ nhất làm chuyện chính là kiểm tra phụ cận có vấn đề hay không. Tra tới tra lui, cả mắt đều là thuần bạch sắc lông vũ, thuần khiết đến nhìn không ra nửa điểm vấn đề, hai người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Ở nơi như thế này, vô luận là như thế nào trận pháp, bản thân khí tức đều sẽ bị vô hạn phóng đại, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Dùng thần niệm, linh hồn lực quét hình, trinh sát pháp thuật các loại thủ đoạn kỹ càng kiểm tra, vẫn là tra không ra nửa điểm vấn đề tới, chứng minh đại khái là thật sự không có vấn đề. Bình thường cẩn thận người, làm đến tình trạng này thì cũng thôi đi hai người sau lưng còn có hắc ám ma thần nhìn chằm chằm nhất định phải phải càng thêm cẩn thận một chút lẫn nhau thương lượng bàn bạc một phen giúp khoát dùng ẩn thiên trận đem chính mình che lại sau đó tiến vào màu trắng trong vũ mau đã như thế ngoại nhân từ ngoại giới nhìn xuống vô lượng dùng cỡ nào phương pháp quan trắc trừ phi cảnh giới viễn siêu tại hai người đạt đến thần minh chi cảnh bằng không không có khả năng phát hiện hai người mặc dù có âm mưu quỷ kế gì bây giờ đang nhằm vào hai người sắp bộc phát đều không cách nào tìm được bóng người của bọn hắn. Khóa chặt vị trí của bọn hắn. Như vậy thì có thể yên tâm. Trốn ở màu trắng trong vũ mau, tô thần cùng tiêu ninh tuyết hai tay niết chặt đem nắm. Hai người dán rất gần, lẫn nhau thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp lúc thở ra nhiệt độ. Nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, tô thần không khỏi nháy nháy mắt, vẻ mặt tươi cười. Vừa vặn trong khoảng thời gian gần đây rất bận rộn, không có thời gian khảo giáo ngươi tu hành, đúng lúc gặp bây giờ nhàn rỗi, không bằng giao lưu một phen tâm đắc tu luyện. Tiêu ninh tuyết yên lặng gật đầu một cái. Nhưng dù sao cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Không khí đều tô đậm đến loại trình độ này, tô thần thật sự không hề làm gì sao. Thuần trắng trong vực sâu. Thời gian phản phất đã mất đi ý nghĩa. Hai người giấu ở màu trắng trong vũ mau, thông qua trong bàn tay tiếp xúc, truyền lại lẫn nhau pháp lực, đem tâm niệm của mình hỗn tạp tại trong pháp lực, dùng cái này giao lưu. Ban sơ nói chuyện đều rất đường đường chính chính, càng về sau chủ đề trở nên thiên kỳ bách quái. Khi thì nhắc tới hai người ban sơ gặp gỡ lúc, khi thì nhắc tới thổ nguyên học viện pháp thuộc sự tình trò chuyện một chút tô thần nhíu mày nhớ tới viện trưởng nguyên lạnh rừng tình trạng hiện tại không khỏi thở dài một tiếng đối với người khác là như thế nào không nói đối với chúng ta tới nói viện trưởng là người tốt là cái hợp cách bằng hữu một vị hợp cách đạo sư hắn bây giờ làm thành cái bộ dáng này coi là thật làm cho lòng người đau không thôi đợi đến thiên nguyên chuyện bên này tạm thời xử lý sạch sẽ hay là muốn trở về xem hắn tình huống hồi tưởng lại có liên quan chúng thần nghĩa địa rất nhiều sự nghi tô thần tâm tư khẽ động trong đầu hiện ra sơ rác. Lâm gia phân công rõ ràng, có thực lực cao tầng cũng không tính mạnh, tiếp xúc không đến thần giới bí ẩn nhất một bộ phận, lại có thể nắm giữ đại quyền, phụ trách giữ gìn gia tộc vận hành. Cho dù là thiên sứ thất bậc cường giả, đều biết cho bọn hắn một bộ mặt, nguyện ý tại điều động một chút bọn hắn làm việc. Mà có chút lâm gia cao tầng, nhưng là toàn tâm toàn ý tại tự thân tu hành, những người này thường thường có tương đương mạnh mẽ thực lực. Yếu nhất yếu nhất, cũng là tám đoạn thủy chuẩn, động một tí cửu đoạn cường giả, sơ ráp hẳn là trong đó nhân tài kiệt xuất hạng người. Dù là đặt ở toàn bộ lâm gia, lấy sơ ráp thiên sứ thực lực cấp bậc đều có thể gọi là tuyệt đối hạch tâm cấp bậc cao tầng. Nếu là chúng thần mộ địa thật tồn tại, hơn nữa lâm thị gia tộc có tương quan manh mối, sơ ráp không có khả năng không biết. Chính mình phải chăng muốn tìm một cơ hội, cùng hắn tìm hiểu một phen chuyện này. Tô thần càng nghĩ, cảm thấy làm như thế có chút không ổn làm, hay là muốn xem trước tin tường sơ ráp đến cùng là như thế nào tính cách. Nếu vị thiên sứ này không có nhân tính, chính mình lại hỏi một chút không nên hỏi vấn đề, thật có có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ đi, tiếp đó sư hồn ra tìm vấn đề. Giống loại này dính đến tầng cao nhất thần minh bí mật, còn là muốn chờ hai người quan hệ quen thuộc, suy nghĩ thêm hỏi thăm. Cũng may, sơ đáp nhìn trước mắt, tự hồ đối với chính mình có chút xem trọng, muốn cùng chấp nối, đoán chừng cũng sẽ không rất khó khăn. Vừa vặn mượn sự kiện lần này, tìm lý do muốn hắn phương thức liên lạc. Sau này chỉ cần chính mình biểu hiện càng ngày càng ưu tú xuất sắc, không cần chính mình chủ động, Sơ Ráp liền sẽ chính mình tới chấp nối. Lý do cũng rất đơn giản. Tô thần xuất sắc như vậy thiên chi kiêu tử, thật sự là trăm ngàn năm khó gặp. Toàn bộ Thiên Nguyên Đế quốc, thậm chí toàn bộ thần giới đều rất ít gặp đến loại này cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu. Không ngoài dự liệu bên ngoài, Tô thần về sau rất có thể là một vị thiên sứ cấp bậc cường giả, thậm chí cao hơn. Chương 537, phương diện tinh thần ô nhiễm. Sớm đầu tư hoàng kim cổ, là mỗi một cái đầu óc người bình thường sẽ làm tất cả sự tình. Sorak dĩ nhiên là một người thông minh, tuyệt sẽ không buông tha đầu tư siêu cấp tiềm lực cơ hội. Xem như siêu cấp tiềm lực, tô thần tự thân đại biểu khả năng nào đó tính chất, cũng là một mức khá là xa xỉ tài phú. Dù là sớm lãnh khoản tài phú này, sau này cần trả giá cái giá không nhỏ, cũng không thể coi nhẹ đi khoản tài phú này tồn tại. Nên dùng thời điểm liền muốn dùng, không thể chờ đến không có dùng lại đi khóc lóc kể lễ. Tô thần cũng không kháng cự thích hợp tiếp nhận người khác đầu tư. Đem bằng hữu khiến cho nhiều, đem địch nhân khiến cho thiểu thiểu, đây mới thật sự là con đường tu luyện mà không phải không có việc gì liền giết mấy người đem toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều làm thành cừu nhân của mình đi tới chỗ nào đều phải phải giết người mới có thể sống sót như thế tu luyện còn không bằng chết được tu tiên tu tiên tu đến cuối cùng tu vẫn là mình tâm tu đến đầu tới biến thành một cái sát nhân ma trở thành nô lệ của lực lượng quá thật đáng buồn suy nghĩ bay loạn ở giữa tô thần bỗng nhiên cảm nhận được nơi xa truyền đến một cơn chấn động không chờ hắn cẩn thận phân biệt từng đợt ba động truyền đến hai người lập tức bị kinh động, thận trọng quan trắc vòng xoáy phương hướng. Một đoàn phân biệt mơ hồ cụ thể hình thái, nói không rõ đến cùng là người hay là yêu là quỷ là ma đồ chơi, từ trong lốc xoáy bị cứng rắn túng đi ra. Nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy đầu mình một mộng, phản phất bị người dùng chùy sắt lớn hung hãn tới một chút. Không tốt, là mất khống chế thiên sứ. Tô thần thực lực càng hơn một bậc, có thể càng nhanh phản ứng lại. Quả quyết vương tay ra, đem bên người tiêu ninh tuyết ôm vào trong ngực, hai tay che lại hắn con mắt hai tay ngăn chặn hắn lỗ tai toàn thân pháp lực phun trào đem tiêu ninh tuyết đối với ngoại giới cảm quan triệt để phong bế đồng thời nhô ra chính mình thần niệm kiểm tra tiêu ninh tuyết bây giờ trạng thái tinh thần đừng khẩn trương như vậy ta không có vấn đề gì lớn tiêu ninh tuyết âm thanh bất đắc dĩ từ trong ngực truyền đến tuy nói ta không phải là cửu đoạn cường giả cách tám đoạn cũng có chút khoảng cách nhưng cuối cùng không phải phổ thông bảy đoạn ta tinh thần năng lực chịu đựng phải xa xa vượt qua phổ thông bảy đoạn lâu dài quan sát điên cuồng thiên sứ nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nhưng chỉ là nhìn một chút, nhưng cũng không có gì lớn. Lời tuy như thế, Tô thần hay là nghiêm túc kiểm tra tiêu Ninh Tuyết linh hồn cùng thân thể tình trạng. Tiêu Ninh Tuyết cũng biết không để cho kiểm tra, bất kể nói thế nào cũng sẽ không buông quyết tâm tới, cũng liền theo Tô thần ý tứ thả ra bản thân. Vừa đi vừa về kiểm tra một lần, xác nhận tiêu Ninh Tuyết trong đầu không có thêm ra cái nhọc, trên thân cũng không có thêm ra hai cái đùi một cái tay, Tô thần lúc này mới yên lòng lại. Nói ta không có trở ngại, xem trước một chút tình huống bên ngoài a. À. Tiêu Ninh Tuyết mặt sắc bình tĩnh nhỏ giọng nói, đáy mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia ấm áp. Có thể bị người mình thích coi trọng như vậy quan tâm, bản thân liền là một loại vi diệu hạnh phúc. Tô Thần gật gật đầu, biết sự tình nặng nhẹ, ngẩng đầu một lần nữa chú ý ngoại giới. Điên cuồng thiên sứ đã biến mất không còn tâm tích, đoán chừng là bị sơ rác mang đi. Năm vị trưởng lão tề tụ một đường, những cường giả khác như từ hàng cùng với mặt khác hai cái lâm gia đến đây trợ quyền giả, đều toàn bộ tu toàn vĩ trở về. Chỉ là trong đó có hai vị trưởng lão tình trạng đáng lo, trên lưng nhiều hai cái cánh tay. Từ hàng vượt tại trường kiếm bên hông bộ dáng không thích hợp, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày huyết nhục. Chui kiếm vị trí, càng là nhiều hơn một cái vẫn đục trong mắt, ở đâu đây tích lưu lưu chuyển, phản phất muốn nói chuyện tựa như. Mấy vị khác cường giả tình huống tương đối mà nói liền muốn hơi tốt một chút, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Nhìn thấy đám người bộ dáng này, Tô Thần không khỏi một hồi may mắn, còn tốt chính mình cùng Tuyết Tuyết không đi xuống, bằng không thì cái này hỏa nhi không chắc cũng phải thêm ra một cái cánh tay tới chính hắn cũng coi như có đông phương thần hổ huyết mạch tại cho dù cơ thể bị ảnh hưởng sinh ra một chút biến dị cũng có thể rất nhanh liền sửa đổi trở về tuyết tuyết có thế không chịu nổi dày vào như vậy vừa nghĩ tới tiêu ninh tuyết có thể thêm ra mấy cái con mắt tô thần cũng cảm giác mình không thể tiếp nhận cần giúp một tay không gặp hoàng kim cơm chiên trưởng lão từ nơi không xa bay ra tô thần hai người không cam lòng rớt lại phía sau cũng cùng theo bay ra rơi xuống đám người bên cạnh 20 mươi mét có hơn chủ yếu là đám người bây giờ đức tính này thật có chút hiếu kỳ cho dù nhìn bề ngoài thần chí có lẽ còn là rất thanh tĩnh không đến nỗi ngay cả đầu óc đều bị ảnh hưởng nên phòng bị hay là muốn phòng bị cũng không thể đến cuối cùng trong khe cống ngầm lật xe quả cà trưởng lão thấy được hai người đến khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mang theo nụ cười khổ sở tiện tay đem trên mu bàn tay mình mọc ra tròng mắt móc xuống ném vào trong mồm nhai vừa nhai lấy một bên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói lần này ngược lại để các ngươi nhìn lão bà bà ta bêu xấu thời điểm nhưng tuyệt đối đừng nói ra a à ta nhưng gánh không nổi người này. Tố chất thần kinh một dạng cười cười, quả cà trưởng lão nghiêm mặt, nói lên tuyệt vọng trong vực sâu kinh nghiệm. Đám người từ lối đi an toàn tiến vào tuyệt vọng vực sâu sau, lập tức chịu đến toàn phương vị không góc chết ô nhiễm cùng ăn mòn. Còn tốt đám người đã sớm chuẩn bị, riêng phần mình móc ra bảo bối ứng đối, trong thời gian ngắn không cần lo lắng ô uế vấn đề. Sơ đáp đến tuyệt vọng vực sâu sau, liền thông qua một khối thanh đồng la bàn, phong tỏa lâm động vị trí cụ thể. Sau đó dẫn theo trước mọi người hướng về tìm kiếm, dọc theo đường đi đụng phải không thiếu nguy hiểm. Ta vốn cho rằng, phía trước mấy tầng trong vực sâu quái vật, gián dấp đã quá hiếu kỳ. Tuyệt vọng trong vực sâu những món kia. Ai da da, ta cũng không tính là người trẻ tuổi, thật đúng là lần thứ nhất gặp như thế hiếu kỳ đồ chơi. Bởi vì Soras còn có thể tự nhiên hành động, có vị thiên sứ này dẫn đầu, đám người rất thoải mái giải quyết hết những thứ này trên đường đụng tới quái vật. Cho đến khi tìm được mất khống chế lâm động, đám người nhất định phải đối mặt thiên sứ cấp bậc ô nhiễm toàn bộ hành động độ khó lúc này mới đột nhiên tăng thêm. Sơ tự mình ra tay, khống chế được lâm động không tự chủ được, đối ngoại tán phát tuyệt đại đa số hỗn loạn tin tức, đám người lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Sau đó chính là trở về, bởi vì sơ đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở lâm động trên thân, đã mất đi lão đại ca dẫn đội, còn có nguồn ô nhiễm ở bên người. Đám người mười thành thực lực không phát huy ra năm thành, bị những cái kia bị lâm động hấp dẫn tới quái vật, làm là một hồi gà bay chó chạy. Tình huống nguy cấp nhất thời điểm, thậm chí có mấy vị tiểu đội thành viên xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Còn tốt sơ đáp phản ứng kịp thời, cấp tốc ra tay đem hắn cứu, mới không có cường giả vẫn lạc. Dù vậy, vì trở lại tầng thứ tư, tất cả mọi người vẫn là bỏ ra không thiếu đại giới. Trên cái mông này mọc ra tay, trên mu bàn tay dương lên con mắt, xem như trong đó yếu ớt nhất giá cao. Thêm chút xử lý, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Tiền toái hơn vẫn là phương diện tinh thần ô nhiễm. Lắc đầu thở dài một cái, quả tà trưởng lão không có ở phương diện này nhiều lời một cái là quá nhiều suy xét đám đồ chơi này, sẽ càng sâu chính mình ô nhiễm. Mặt khác nhưng là bởi vì đám đồ chơi này một khi nói ra miệng, liền sẽ truyền nhiễm đến người nghe trên người. Chương 538, như thế nào chia các lợi ích? Phương diện tinh thần ô nhiễm, thường thường đều có cực mạnh truyền nhiễm tính chất. Nghe chịu đến ô nhiễm giả ngôn ngữ, liền có có thể tạo thành ô uế truyền nhiễm, tự thân cũng nhận tinh thần ô nhiễm. Đám người đối với cái này rất là tin tường, ngược lại cũng sẽ không đi qua độ truy vấn tuyệt vọng trong vực sâu phát sinh chi tiết. Kế tiếp nên làm như thế nào? Tô thần tìm được Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão, hỏi thăm sau đó kế hoạch. Hoàng Kim Cơm Chiên trầm tư phút chốc, quyết định để cho hai vị trợ giáo tạm thời cùng đi chính mình lưu lại thuần trắng vực sâu. Nơi đây khắp nơi đều là cực hạn thuần khiết lông vũ, rất thích hợp dùng để tịnh hóa tinh thần ô nhiễm. Dẫn theo mấy vị chịu ảnh hưởng trưởng lão, các cường giả lưu lại nơi đây, đem trên thân xử lý sạch sẽ lại đi ra. Đến nỗi vì cái gì nhường tô thần, tiêu ninh tuyết hai người cùng đi tại bên cạnh mình, lý do rất đơn giản hoàng kim cơm chiên cũng không cách nào xác định mấy vị này đến cùng thật sự thanh tĩnh hay là giả thanh tĩnh có chút điên cuồng đến mức tận cùng người nhìn từ bề ngoài cùng người bình thường không khác vì phòng ngừa vạn nhất liền phải nhấc lên tô thần tiêu ninh tuyết cùng mình cùng nhau trông coi nếu không đến lúc đó một khi nháo đằng coi như mình thực lực rất mạnh một người có thể đánh hai ba cái đối mặt nhiều như vậy chịu đến ô nhiễm cường giả cũng là bất lực có thể chạy hay không đến hết cũng là cái vấn đề so sánh cùng nhau ba người bảo đoàn rõ ràng là cái lựa chọn tốt hơn. Tô thần nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lúc này chiếu cố đám người, lợi tức lớn xa hơn phong hiểm. Có tình không kiếm lời trắng không kiếm lời, cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ đáng tiếc. Vừa vặn chính mình có nhảy hẳn ý nghĩ. Không chắc về sau chính mình đi ăn máng khác, liền cần cùng tại chỗ những người này kéo kéo một cái quan hệ. Có bọn hắn ở sau lưng giúp đỡ chính mình, hoặc vì chính mình tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, chính mình đi ăn mán khác đứng lên cũng sẽ đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều liền như vậy. Mọi người tại thuần trắng trong thâm viên lưu lại. Đảo mắt đã qua ba ngày, có hai người từ trên trời giáng xuống. Một vị là lâm thị gia tộc trưởng lão, là gần nhất vừa điều khiển tới, chủ yếu chức trách là bảo vệ lâm thị gia tộc tại vực sâu lợi ích. Một vị khác nhưng là những thế lực lớn khác cường giả, đồng dạng là một vị hàng thật giá thật cửu đoạn, khí tức hùng hậu, tuyệt không phải bộ dáng hàng. Hai người sở dĩ đến đây, là vì xác định cái này một nhóm chịu đến ô nhiễm cường giả tình huống. Đi qua ba ngày hòa hoãn, đám người mặt ngoài biến dị cơ bản đều tiêu thất vô tung. Chỉ còn lại khó khăn nhất cứ trừ tinh thần ô nhiễm, còn tại dây dưa đám người, tựa như một khối bệnh vẫy nến dán tại trên thân, khó chịu, nhưng lại rất khó tróc xuống. Không dùng sức A, cứ trừ không xong tinh thần ô nhiễm, dùng quá sức, dễ dàng đem chính mình khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Kẹt tại trong lúc này nửa vời, hiệu suất thật sự là mau không nổi, nhưng cũng may hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Tinh thần ô nhiễm chung quy là từng điểm từng điểm, càng ngày càng nhẹ hơi nhìn thấy các vị dần dần khỏi hẳn, lão phu trong lòng rất an ủi. Tất nhiên xác định mấy vị không có vấn đề, vậy lão phu hai người lần này trở về báo tin, phía ngoài đại gia hỏa rất quan tâm chuyện nơi đây. Lâm thị trưởng lão vừa cười vừa nói, sau đó cũng không trì hoãn, quay đầu quay người bay đi, cùng một vị khác cường giả cùng nhau, biến mất ở thuần trắng trong vực sâu. Dù sao chịu đến ô nhiễm, là một đám hàng thật giá thật cường giả tuyệt thế. Cái này một nhóm cường giả nếu là không kiểm soát, toàn bộ huyền Đức Thành Đô phải bị hất bay đi ngoại giới đám người quan tâm cũng rất bình thường các cường giả đối với cái này không để bụng ngược lại là đưa ánh mắt bỏ vào hoàng kim cơm chiên trên thân vừa mới cùng ngoại giới hai vị này sứ giả tiếp xúc chính là hoàng kim cơm chiên chỉ thấy thứ nhất phó như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao qua một hồi lâu nói bọn hắn vừa rồi chỉ là làm bộ rời đi sử dụng pháp thuật ẩn giấu đi hành tung của mình từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát đoán chừng là lo lắng chúng ta đã mất khống chế chẳng qua là ngụy trang thành bình thường bộ dáng thôi bây giờ là thật sự đã rời đi nói xong hoàng kim cơm chiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch tới chư vị quan tâm chuyện tất cả ở chỗ này hai vị sứ giả bên trong hòa với một vị lâm thị trưởng lão tự nhiên không thể nào là đơn thuần tới xác nhận tình huống trên thực tế vị trưởng lão này cũng chính xác thông qua một ít phương pháp đặc thù đem một chút tin tức của ngoại giới cùng tình báo truyền lại cho hoàng kim cơm chiên lúc này những tin tình báo này cùng tin tức liền bị ghi lại ở khối ngọc thạch này bên trong. Đám người dần dần truyền lại, rất nhanh liền hiểu rõ tình huống ngoại giới. Tổng thể mà nói, có thể tám chữ để hình dung. Bốn bề yên tĩnh, hừng hực khí thế. Vô tận tài phú đều ở dưới chân, mấy trăm cường giả trấn áp một phương. Có vô số cường giả tỏa trấn, cộng thêm đại lượng tài phú khai thông mâu thuẫn, huyền đức thành nên đón ngàn năm không có chi đại phát triển. Mỗi thời mỗi khắc, thành khu đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trương. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người từ trong vực sâu mang ra rực rỡ chói mắt thiên tài địa bảo, phát tài. Rất nhiều nhà mạo hiểm trải qua vô số lần kề cận cái chết, từ trong thâm viên trở về, cần nhất tiêu xài một phen, dùng cái này tới buông lỏng thần kinh, chậm lại áp lực. Huyền Đức Thành làng chơi mượn cơ hội này, lại trở thành toàn thành phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực. Người đến người đi, khách khách đến thăm hướng về. Liếc mắt nhìn qua, trên đường cái, hành tẩu người phần lớn thực lực cường đại, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại bên trong cao đẳng cấp các cường giả đây đều là tin tức tốt tin tức xấu cũng không phải không có chủ yếu tập trung ở phương diện hai cái một cái là lâm động trạng thái không phải rất tốt như muốn khôi phục thành hình người khiến cho khôi phục nhân tính trong thời gian ngắn làm không được phải phí không nhỏ công phu thứ hai là tô thần mấy người vốn có bản thổ thế lực bên ngoài thế tới lực xung kích phía dưới không thể không tại bảy ngày sau tổ chức một lần đàm phán đại hội hội nghị nội dung sẽ không công khai tham dự vào lợi ích chia cắt các, các phương thế lực đều biết tham gia hội nghị lần này thông qua thực lực bản thân, một lần nữa phân ra một khối thuộc về mình bánh gato. tô. Tô thần sở dĩ sẽ biết được tin tức này, vẫn là lâm thị gia tộc hy vọng thông qua hắn một khối này phân ngạch, xem như ván cầu, hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Đối với cái này, tô thần đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nếu là không có lâm gia, ta căn bản là không bảo vệ nhiều như vậy lợi tức, tám hai phần thành chuyện đương nhiên, hợp tác mời ta đồng ý. Cụ thể liên quan sự nghi, cùng Hồng Quyết tiểu thư thương lượng liền có thể, đợi đến thương lượng ra một cái kết quả lại thông báo ta một tiếng. Huyền Đức thành phần này lợi ích không tính thiếu, tô thần ăn đầy miệng cũng là giàu, gần nhất tu luyện, ra tay đều càng thêm hào phóng. Nhưng hắn cũng không phải là lòng tham không đấy, tùy ý tham lam che đậy hai mắt người. Có thể nhìn ra được, trước mắt Huyền Đức thành, tình thế sớm đã là xưa đâu bằng nay, bản thổ lũng đoạn liên minh sụp đổ, cơ hồ là tất nhiên, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Một cái trăm vạn cấp bậc thành thị, trà trộn vào đến như vậy đa mưu cầu lợi ích thế lực lớn, không có bộc phát đại quy mô loạn lạc cũng là các phương khắc chế kết quả. Một lần nữa phân chia lợi ích là ác không thể thiếu. Tô thần vốn đang cho là mình sẽ ở giai đoạn này bị đá bị loại, nhiều nhất giữ lại một phần tượng trưng phúc lợi. Hiện nay có lâm gia vào cuộc, tình huống tự nhiên khác biệt, chính mình lại còn có thế kiếm lại một bút. Chương 539, một chút việc nhỏ mà thôi. Lâm gia vào cuộc, sẽ không một cước đem chính mình đá văng, nhiều ít muốn cho mình phân ra một điểm chất béo tới. Cái này có thể so sánh tô thần nguyên bản dự trù, chính mình trực tiếp bị đá bị loại, nửa điểm chỗ tốt đều vớt không được, tốt hơn rất nhiều nhiều nữa. Số tiền này có thể nói là trắng kiếm lời, tô thần đương nhiên sẽ không có nửa điểm không đáp ứng ý tứ. Cho không tiền không cần thì phí đi. Ngược lại cũng không cần hắn xuất lực, chỉ cần hắn gật gật đầu cho một cái tên tuổi là được. Còn lại đều do lâm thị gia tộc tự mình tới vận hành, căn bản cũng không cần hắn lo lắng, tô thần chỉ cần nằm lấy tiền là được rồi. Nghe lời nói này, hoàng kim cơm chiên trưởng lão sắc mặt buông lỏng. Nói câu lời trong lòng, hắn thật là có chút lo lắng tô thần sẽ cự tuyệt hợp tác, đến lúc đó khiến cho song phương trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Tuy nói cái này hợp tác đối với tô thần mà nói, trăm lợi mà không có một hại, có thể nói là đại hảo sự một cọc. Nhưng mọi người đều biết là, tuổi nhỏ thành tài giả, nội tâm ngông nghênh lẫm nhiên, trong mắt còn chứa đủ những vật khác, cũng không hoàn toàn là lợi ích. Nếu là rất quan tâm mặt mũi, hoặc một ít hư vô mờ mịt lòng tự trọng các loại đồ chơi, cảm thấy mình chỉ lấy hai thành trên mặt không quan hệ, tô thần cũng không phải không có khả năng cự tuyệt dù là làm như vậy không có nửa điểm trên thực tế chỗ tốt trăm hại mà không một lợi nói cho cùng mặc kệ là thần giới cũng tốt thế giới khác cũng được cuối cùng không phải chỉ có lợi ích hai chữ ngoại trừ lợi ích còn có rất nhiều nhiều đồ vật tồn tại tôn nghiêm kiêu ngạo vinh quang đủ loại như thế tạo thành hoạt bát thế giới nếu không phải có những vật này tồn tại chỉ còn lại trao đổi lợi ích băng lãnh máy móc vậy coi như quá không thú vị ta này liền cho bọn hắn đáp lời hoàng kim cơm chiên trưởng lão phất phất tay triệt hồi cách âm phát trận. Sau đó nửa tháng, tất cả mọi người chờ tại cái này vòng xoáy bên cạnh, không nhúc nhích. Tô thần, tiêu ninh tuyết hai người dùng tu luyện giết thời gian, những người khác nhưng là hết sức chuyên chú, cố gắng thanh trừ tinh thần mình bên trên ô nhiễm. Ban đầu tiến độ không tính lạc quan, đến phía sau, đám người thăm dò rõ ràng những thứ này ô nhiễm đặc tính, đúng bệnh hút thuốc, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Vừa đi vừa về dày vò nửa tháng, cuối cùng là hơn phân nửa khỏi hẳn, còn dư lại một điểm bệnh dữ, trừ phi nguyện ý tự tổn nguyên khí, bằng không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tinh kiếp như lúc ban đầu. thấy vậy đám người liền cũng không có tiếp tục lưu lại thuần trắng trong vực sâu lần lượt trở lại trên mặt đất. trên đường ngẫu nhiên đụng tới quái vật tự nhiên cũng là nhẹ nhõm giải quyết đi. tô thần có khi muốn ra tay cũng không tìm tới cơ hội. quái vật rất nhanh sẽ bị đồng đội giải quyết, tiếp đó động tay bỏ vào trong túi. mấy cái này diện mục dữ tợn xấu vô cùng, bộ dáng hình quái dị đồ chơi có thể đem người dọa khóc, tiếp đó lại hù đến không dám khóc. tại các cường giả trong mắt lại đều đã biến thành một cái lại một cái đi lại kim tệ. Không có nửa điểm không kịp tránh ý tứ, ngược lại hận không thể nhiều tới điểm, nhiều vất chút. Bằng không thì về sau đi ra, lấy thân phận của bọn hắn lại nghĩ xuống, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Lũng đoạn vượt sâu những đại thế lực kia, sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Bằng không đại gia dứt khoát trực tiếp phái ra tất cả nhà cường giả, đem toàn bộ vượt sâu đều cho móc ra phân chia hết, không giống như bây giờ từ từ khai phát muốn tới hảo. Vì đơn giản chính là kéo dài phát triển kéo dài thu hoạch rau hẹ. Không đến ba canh giờ, trước mắt mọi người sáng lên, không khí trở nên tươi mát. Tinh không vạn lý, kiêu dương liệt liệt. Tiếng người huyên náo, dòng xe cổ long mã. Một tòa phồn hoa cực kỳ thành thị, đập vào tầm mắt. Chung quy là đi ra. Một vị cường giả trong miệng thở dài một tiếng, nhẹ nhõm nhiều. Lâu dài ở dưới đáy ở lại, thật không phải là người nên qua sinh hoạt, khó trách được người xưng là vực sâu, đúng là một ăn người không nhã xương vực sâu a. À. Là cực kỳ cực, dù cho là chúng ta cường giả, không có lo lắng tính mạng, cứ thế mãi, như cũ sẽ có tinh thần vấn đề, khó mà giải quyết. So sánh cùng nhau so sánh, vẫn là này nhân gian hồng trần địa, sung sướng nhất. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng ngửa đầu cười to. Cho dù là tiêu ninh tuyết, từ hàng, hai vị tính cách trong trẻo lạnh lùng cường giả, khóe miệng đều không khỏi lộ ra nụ cười. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đứng sóng vai, hướng về phía đám người riêng phần mình chào hỏi, liền quay người dự định rời đi. Khóe mắt liếc qua quét tới, một cái chải lấy biến tóc sừng dê đầu cũ cải, bây giờ vừa vặn nhảy vào từ hàng trong ngực. Tô thần lông mày nhướng lên, khá lắm, đây là thân bằng hảo hữu nữ nhi, vẫn là mình sinh. Tính một cái, từ hàng gia hỏa này bề ngoài trẻ tuổi, cùng mình cũng không phải một cái niên kỷ, phải có cái chừng 300 tuổi, có hài tử cũng rất bình thường. Cái kia búp bê cũng là người cơ khổ, trong nhà phụ mẫu thời gian trước ra ngoài việc công, kết quả trên đường trở về, truyền tống trận lọc vào không gian phong bạo tập kích. Nhất thời khó mà lẫn tránh, mê thất ở trong hư không, đợi đến lại xuất hiện lúc đã là trọng thương khó trị về sau hỏi thăm mới biết được là chịu đến ma thần công kích từ hàng cùng đứa nhỏ này phụ mẫu quan hệ mật thiết khi còn nhỏ cũng nhận qua ma thần hãm hại đối với ma thần là hận cực kỳ cả hai chất chồng liền thu dưỡng đứa nhỏ này sở dĩ gia nhập vào lâm thị một là vì tự thân mưu cầu tương lai hai người cũng chưa hẳn không phải vì đứa nhỏ này cầu cái tương lai hoàng kim cơm chiên trưởng lão chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người tô thần nghe những lời này hơi kinh ngạc nhíu lông mày không nghĩ tới cái này một lớn một nhỏ hai cái cô nương có phong phú như vậy kinh nghiệm cho dù là tại thần giới có tư cách bị ma thần để mắt tới người cũng là ít càng thêm ít hai nhà này tử thế mà cùng ma thần có duyên phận như vậy to to nhỏ nhỏ già có trẻ có đều cùng ma thần có thù về sau có lẽ có thể thân cận nhiều hơn thân cận dù sao tất cả mọi người cùng ma thần có thù đến lúc đó không chắc liền có thể lôi ra mấy cái miễn phí sức chiến đấu tới từ hàng bên hông treo cây kiếm kia cũng không phải chuyện gì bài trí không biết trưởng lão tìm ta chuyện gì. Thu liễm tạp niệm, Tô thần ánh mắt chuyển hướng Hoàng Kim cơm chiên, hiếu kỳ hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Hoàng Kim cơm chiên trưởng lão vô duyên vô cớ tìm tới chính mình, chính là vì nói điểm ấy lời nói. Đừng nhìn Hoàng Kim cơm chiên trưởng lão ở trước mặt mình, tương đối hòa ái dễ gần, giống như là một sủng ái hậu bối trưởng bối. Vị này chính là hàng thật giá thật người bận rộn, là Lâm thị gia tộc tại huyện Đức Thành bên này, chủ yếu mấy vị người nói chuyện một trong. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, nếu là không có điểm chính sự, đại khái là sẽ không tới tìm chính mình tán gẫu. Quả nhiên, Hoàng Kim Câm chiên tiện tay vung lên, thiết hạ tầng 36 cách âm trận pháp, đối với hai người cười nói, vẫn là trần trợ giáo hiểu Lão Phu. Cái kia nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, Lão Phu lần này đến đây chủ yếu có một chuyện, cần cùng trần trợ giáo thương lượng. Đàm phán đại hội cụ thể này, trước mắt còn không có quyết định xuống, xem chừng chính là tháng này bên trong. Chậm nhất cũng liền còn có hai ba chu, đến lúc đó, cần trần trợ giáo đến đây, hỗ trợ xanh xanh bài diện tô thần bừng tỉnh, nguyên lai là giải thích như vậy a. À. Chính mình lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bắt lại hai thành lợi ích chia lãi, cũng chính xác nên ra chút khí lực. Nghĩ đến đây, tô thần gật đầu cười nói, cụ thể ngày quyết định sau, trưởng lão cứ lên tiếng liền có thể. Một chút chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Chương 540, Thiên Sứ Lực uy Hiếp Trở lại mặt đất, mọi người đều có riêng phần mình chuyện cần phải đi làm, cứu viện tiểu đội liền như vậy giải thể. Tô thần trở lại mình tại nội thành huyền đức, dùng tiền mua sắm tiểu viện tử, nghỉ ngơi đến trạng vạn tối, quả nhiên nghe được có người gõ cửa. Mở cửa xem xét, người đứng ngoài cửa, người mặc màu đen váy dài, dáng người yểu điệu tinh tế, da thịt trắng noãn, ngũ quan tinh xảo. Hai đầu lông mày, lộ ra một cổ quý khí, một cách tự nhiên, không có nửa điểm cảm giác không tốt. Làm cho người một mắt liền có thể nhìn ra, người này tuyệt đối xuất thân từ gia đình quý tộc, cũng chỉ có tại hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đến lớn, mới có thể bồi dưỡng được khí chất như vậy. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nữ tử cũng là cái tiêu chuẩn đại tiểu thư bộ dáng. Muốn nói có chỗ nào khuyết điểm, duy chỉ có một điểm, Lâm Hồng Tuyết linh hồn chi lực quá độ tiêu hao di chứng, có vẻ như còn không có tỉnh lại, bờ môi hơi có vẻ tái nhợt. Không còn nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta cho là ngươi sẽ ngày mai lại đến tìm. Tô thần nghi người sang thuận tiện khách nhân vào cửa, trên mặt tươi cười. Lâm Hồng Tuyết trong tay sách theo cái bọc nhỏ đi vào cửa, nghe lời nói này, không khỏi thở dài một tiếng. Thành viên gia tộc bên ngoài du lịch, cần tạo dựng thuộc về mình thế lực, ta tình huống đặc thù, gia tộc quyết định đem huyền đức thành một bộ phận này lợi ích, về cho ta, xem như đền bù. Gia tộc bên kia cùng ngươi nói tám hai phần thành, ta bên này sẽ một phân một hào không ít cho đến ngươi. Điểm ấy không có thay đổi. Nhưng ở một ít phương diện chi tiết, vẫn còn cần cùng ngươi thông thông khí, nhất là hai ngày nữa đàm phán trên đại hội. Lâm Hồng Tuyết đau đầu nói, lần này xen vào, không chỉ ta lâm thị gia tộc, còn có hai đại thiên sứ gia tộc, cùng với mặt khác 18 cái trung tiểu hình thế lực cơ bản có thể xác định là tam đại thiên sứ gia tộc và bản thổ liên minh sẽ ăn mất đại bộ phận lợi nhuận. Còn lại những cái kia, chắc chắn không đủ để để cho 18 cái thế lực phân phối. Vực sâu xuất hiện, ngàn năm không có, đối với những cái kia cỡ trung tiểu thế lực mà nói, đây là khuếch trương cơ hội trở nên mạnh mẽ, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đàm phán trên đại hội, tất nhiên sẽ có loạn lạc. Cô thần lông mày nhướng lên, thuận tay đóng cửa lại, trong lòng đại khái đoán được Lâm Hồng Tuyết đêm nay, vì cái gì vội vã như thế tìm đến mình xem ra cái này cái gọi là đàm phán đại hội cuối cùng vẫn là muốn gặp điểm huyết dạng này đàm phán đi ra ngoài kết quả mới có thể rộng vì các phương tiếp nhận không biết phương nào thất bại phương nào sẽ thắng lại có ai có thế cười đến cuối cùng tổng thể tới nói lâm thị gia tộc bên này vừa mới thiệt hại một thành viên thiên sứ cường giả hơi có vẻ yếu thế nhưng cũng không bị thương cùng nguyên khí còn có như là scrap tầm thường cường giả chỗ dựa đại khái là không có cái gì đại vấn đề nhiều nhất là cuối cùng ăn đến trong miệng lợi ích muốn sau mặt khác hai đại thiên sứ gia tộc kém hơn một chút. Lâm Hồng Tuyết trong sân chờ đợi nửa canh giờ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đẩy cửa ra, một thân một mình rời đi. Tô thần, tiêu ninh tuyết đem hắn đưa đến cửa ra vào, nhìn chăm chú lên vị đại tiểu thư này thân ảnh biến mất không thấy, tiếp lấy liền quay đầu lại đóng cửa lại, khởi động trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Tiêu ninh tuyết nhíu mày, lo lắng nói, căn cứ vào đại tiểu thư thuyết pháp, mấy ngày sau đàm phán đại hội, có thể sẽ vô cùng loạn. Mặc kệ là trong thành các nơi vẫn là đại hội hiện trường, đều sẽ có người nháo sự, cần phải náo ra nhân mạng tới, có lẽ mới bằng lòng bỏ qua. Tô thần, chúng ta cần phải đi chuyến này sao? Đúng sai tranh chấp, tiêu ninh tuyết thưởng thức quá nhiều, bây giờ càng muốn tìm hơn một nơi yên tĩnh, nghiêm túc tu luyện, không hỏi thế sự. Tô thần bất đắc dĩ nở nụ cười, đem tiêu ninh tuyết ôm vào trong ngực, an ủi, có chút phiền phức, không phải chúng ta thu liễm, liền có thể tránh khỏi. Càng là trốn trốn tránh tránh, phiền phức thì càng nhiều. Đánh một quyền mở, phương không trăm quyền tới. Tuyết tuyết, những đạo lý này, ngươi không phải không hiểu, không cần ta tới nói. Yên tâm đi, lần này đàm phán đại hội đi qua, chúng ta cùng tiểu thư tiếp nhận lâm gia ở lại chỗ này thế lực sau, liền có thể trở lại học viện, trở lại trong cuộc sống yên tĩnh đi. Đến lúc đó, chúng ta có vực sâu cung ứng tài nguyên, tu luyện chi tiêu đều không sầu, mới là thật không bị ràng buộc. Tiêu ninh tuyết há to miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chút dự cảm bất tường, lại cuối cùng không có đem hắn nói ra. Nàng không khỏi hoài nghi, đàm phán đại hội cử hành cùng ngày, có thể sẽ có ma thần kiếm chuyện, nhưng nghĩ tới huyền Đức Thành bây giờ cường giả tụ tập, lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Bây giờ huyền Đức Thành bên trong, thiên sứ đông đảo, ít nhất có hai ba vị. Dù là thật sự là ma thần buông xuống, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi, lại có cái gì có thể lo lắng đây này. Đảo mắt đã qua ba ngày. Nội thành bầu không khí càng ngày càng thẩn trương, tựa như một tòa bị đè nén thật lâu núi lửa, sắp nhịn không được bạo phát. Liền tại đây tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí bên trong, đàm phán đại hội cụ thể này cuối cùng hướng các phương thế lực công khai. Hai ngày sau, sẽ tại tổ chim đấu thú trường, cử hành đàm phán đại hội, triệu tập các phe đại biểu, thương lượng ra một cái điều lệ tới. Trên mặt nổi, tham gia lần này đại hội, có tam đại thiên sứ gia tộc, huyền đức thành bản thổ thế lực liên minh, cùng với mặt khác 18 cái trung tiểu hình thế lực, tạo thành rời rạc tiểu đoàn thể. Trong tiểu viện, cây liễu bên cạnh, cạnh bàn đá. Hoàng kim cơm chiên trưởng lão, tô thần, tiêu ninh tuyết ba người thành hình tam giác ngồi xuống, thưởng thức trà, thưởng thức cảnh đẹp tư thái buông lỏng bên trong lộ ra một cổ thoải mái. Trong đó đáng giá để ý, không coi là nhiều, chủ yếu là mặt khác hai cái thiên sứ gia tộc, cùng chúng ta không hợp nhau. Chúng ta cũng cùng bọn hắn không hợp nhau. Ba cái thiên sứ giữa gia tộc lẫn nhau ngăn được, ở trong đó khe hở, chính là bản thổ thế lực cùng với những cái kia tiểu đoàn thể tìm kiếm lợi ích. Đại hội tổ chức cùng ngày, hai vị trợ giáo đi theo trưởng lão đoàn ở giữa liền có thể, vô luận có người nào khiêu khích, bên ta đều sẽ có người tiếp chiêu. Hai vị chỉ coi muốn đi giữ mã bề ngoài, yên tâm, đại hội hiện trường có lẽ sẽ có người động thủ, nhưng sẽ không có người dám đối với thiên sứ gia tộc động thủ. Hoàng Kim Cơm Chiên trưởng lão kỹ càng phân tích xem qua ở dưới các phương thế cục sau, lộ ra nụ cười tự tin. Dưới mắt, các phương tạo thành vi diệu cân bằng, nếu là có người chủ động khiêu khích thiên sứ gia tộc, đó chính là đăng cấp thiên sứ gia tộc đưa đao, giết bọn hắn chính mình, tự tìm đường chết. Thiên sứ lực uy hiếp hai vị trợ giáo có thể không rõ ràng lắm, nhưng hai vị đã từng đối mặt không thực lực đại bức suy sụp thiên sứ, chắc hẳn cũng biết thiên sứ cường đại cỡ nào. Solas các hạ sẽ ở hội nghị cùng ngày, tự mình xuất hiện tại hiện trường. Có hắn đầu lĩnh, tuyệt đối có thế bảo đảm bên ta không lo. Trà trộn vào thế gia, tự có trà trộn vào thế gia chỗ xấu. Quy tắc gò bó, huyết mạch quý tộc chèn ép, theo nhau mà tới. Nhưng tương ứng với điều đó, chỗ tốt cũng là quả thực không thiếu. Solas như vậy tồn tại tự mình đến hiện trường đứng đài, đổi lại lúc trước tô thần, căn bản cũng không tồn tại thứ người như vậy mạch quan hệ. Nghe lời nói này, đừng nói là tô thần bên cạnh tiêu ninh tuyết trong lòng đều ác hung ác nhẹ nhàng thở ra chắc hẳn có thiên sứ tự mình đến hiện trường trong lòng mình điểm này dự cảm bất tường hẳn là cũng sẽ không thành sự thật a à.